Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì 24 giờ đã điểm, tức là cái nấc thời gian mà các Facebooker, các YouTuber phải hạ video, phải gỡ video thì đã qua cái nấc 24 giờ rồi nha mọi người. 24 giờ ngày 27 tháng 1 năm 2020, nếu như các YouTuber nào, các Facebooker nào không gỡ video mà tiếp tục làm video thì sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, sẽ bị công ty luật tố cáo, xử lý và đem ra tòa, hầu tòa. Thì Lực Tàng rất là chờ đợi cái giây phút mà 12 giờ đêm ngày hôm qua điểm chỉ, thì để xem liệu có cái kênh YouTube nào người ta hạ video hay không, người ta gỡ video hay không. Nhưng thực sự ra thì không thấy gỡ ở đâu, mà chỉ thấy càng ngày càng tăng video lên. Công nhận mấy cái anh YouTuber, mấy cái anh Facebooker gan thật, đúng không mọi người? Gan hùm gan hổ, khi người ta công kích người ta xử lý nghiêm minh, nghiêm minh mạnh đến mức độ như vậy mà không sợ, vẫn cứ ngang ngang ngược, ngông cuồng, hống hách, ngạo mạn đưa những clip lên trên mạng xã hội và đưa liên tục không dừng, thách thức đủ thứ, thì không biết được là cái câu chuyện này bên phía bên kia người ta sẽ giải quyết như thế nào, không biết là đã vì bằng chưa, không biết là đã lên phương án xử phạt những người YouTuber và những người Facebooker như thế nào chưa, và đến ngày nào, tháng nào, giờ nào thì sẽ được mời lên cơ quan chức năng, mời lên tòa án để giải quyết cái sự việc này cho êm đẹp. Đó, Lực Tàng đang rất chờ đợi cái giây phút này. Thì mọi người cũng có thể thấy Lực Tàng vô tất cả các kênh làm về phía câu chuyện bênh vực Linh Lan, tức là những người bênh vực Linh Lan thì mới bị hầu tòa nha mọi người. Còn những người mà không bênh vực Linh Lan, chửi bới Linh Lan, moi móc soi mói, rồi cũng như là triệt hạ Linh Lan thì được tung hô và được chia sẻ trên trang Facebook rất là nhiều. Đấy, được tung lên trời, giống như thể là có cánh, chắp thêm đôi cánh bay lên trên bầu trời và không sợ một ai, không phải sợ một thế lực nào, khi họ cũng chửi bới, bươi móc giống y như thể là bên đây phản biện lại thôi. Đó, nhưng mà họ lại được tung hô hơn thì không biết được là như thế nào. Đó, còn hiện tại bây giờ những cái kênh mà đang chửi bới, đang gọi như là đứng lên bênh vực Linh Lan á, thì họ đang bị dán hình truy nã ở trên khắp các trang Facebook của những cái người bên phía gọi như là chống chọi lại chị Linh Lan. Thì giống như thể là người ta chụp màn hình đó mọi người, đưa lên trên trang Facebook dưới dòng những dòng bình luận á, người ta nhìn y như lệnh truy nã, không biết được là những người đó là sẽ truy nã ai trong thời gian sắp tới đây, nhưng mà Lực Tàng thấy xuất hiện ở trên đó rất là nhiều rồi đó. Còn không biết được là Lực Tàng có mặt ở trên đó hay không thì Lực Tàng không biết. Còn cái chuyện mà họ muốn kiện, có rất là nhiều người thông báo có danh sách của Lực Tàng ở trong đó thì tùy họ thôi, đúng không mọi người? Lực Tàng làm cái gì là đúng đắn, câu chuyện của Lực Tàng nói lên không bao giờ có cái chuyện người ta nói là chửi bới nhục mạ ông bà, nhưng mà thực sự Lực Tàng không có, thì mình không có được gì phải sợ. Nếu như mà mình không có mà người ta kiện mình á, thì đến cái khi mà mình kiện ngược lại người ta thì người ta sẽ như thế nào ạ? Đúng không ạ? Người ta nói mình vu khống, người ta bôi nhọ danh dự phẩm giá của người khác, thì như vậy nếu mà dán hình tôi lên đó, mà trong cái clip của tôi, trong cái nội dung video của tôi không có một cái hình ảnh, không có một cái lời nói, cũng như là không có một cái sự việc chửi bới ông bà hay là nhục mạ gì, thì lúc đó mấy người đó tính sao ạ? Mấy người đó có phải là chịu lại cái tội vu khống như tôi kiện ngược lại không ạ? Đúng không mọi người? Cái đó là cái ví dụ thôi mọi người, chứ Lực Tàng làm gì đâu mà họ phải xem xét Lực Tàng, đúng không mọi người? Họ có thể vô họ tìm bằng chứng, họ có thể vô họ tìm chứng cứ khi những clip của Lực Tàng vẫn đang còn nguyên, đúng không ạ? Thì có thể để lại đó cho tất cả mọi người cùng theo dõi và cùng biết, kể cả những clip mà Lực Tàng có thể là ẩn ẩn đi đó, ẩn đi thì có cái chuyện ví dụ như là không muốn lằng nhằng, không muốn rắc rối trên mạng xã hội nữa thì thôi đó, thì mình ngưng lại cái câu chuyện này là hợp lý. Còn bây giờ là mình chỉ nói những cái câu chuyện thực sự chính xác đó, câu chuyện ngoài lề nhưng mà phải chính xác, liên quan đến cái câu chuyện này thì chúng ta hãy nói. Còn những cái câu chuyện vẽ ra, bịa đặt ra hay là như thế nào đó thì chúng ta ngừng, chúng ta không nên nói cái chuyện đó nữa, đúng không ạ? Còn cái vấn đề mà xúc phạm, sỉ nhục, chửi bới một ai đó trên mạng xã hội thì chắc cú là những người đó sẽ mang tội và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đó, có khung hình phạt hết mọi người, 10 đến 50 triệu, đúng không mọi người ạ? Nhẹ, còn nặng, xử lý hình sự, có thể là bóc lịch. Cái đó là cái câu chuyện quá bình thường ở trên mạng xã hội. Và lực lượng cơ quan chức năng thừa cơ sở, thừa chứng cứ, thừa gọi như là cái kỹ năng để người ta điều tra và người ta tìm ra manh mối những cái kênh nào, những cái người nào đang đứng lên để soi mói chửi bới. Đấy, thì không biết được là trong cái khu cái sự việc này thì cái bên phía mà đang nhờ luật sư để kiện những YouTuber, Facebooker
thì họ lên danh sách là gồm những ai, và những ai đang nói xấu ông Phật giáo thì cũng rất mong những người đó xử lý cho tới nơi tới chốn. Chứ không biết được là bên kia thì nó cảm thấy nó như thế nào thì không biết, nhưng hiện tại giờ là người ta không gỡ bị dục, người ta không có sợ, và người ta đang có ý khiêu khích lại đó, thì không biết được là hầu tòa thì sẽ ai sẽ bị thiệt hại và ai sẽ nặng nề đó, và ai sẽ thắng trong cái kiện vụ kiện tụng lớn nhất lịch sử năm 2020 này, đúng mọi người. Đây là trường hợp của những vụ kiện dân sự nha mọi người, và có trường hợp sẽ được xử lý, nếu như thực sự sai thì sẽ bị trừng phạt, và nếu như không sai thì có khả năng ra tòa. Thì mọi người nên nhớ là nó có một cái cán cân rất là cân bằng, không ai có thể nào mà lệch trong cái khâu mà ra tòa được hết. Pháp luật Việt Nam rất là nghiêm minh và nó có cái sự công bằng. Nếu xử lý sai thì mang tính chất mình đã vu khống người khác, đúng không ạ? Khi kiện người khác là tội vu khống bôi nhọ, nhưng đến khi quay ngược lại mà người ta không có tội thì chính xác những người mà đang kiện những cái người vu khống đó lại mang cái tội ngược lại như vậy. Cho nên là nó có khung hình phạt hết, mọi người yên tâm. Và cái câu chuyện ai sai ai đúng, nếu như ra pháp luật là chắc cú sẽ gọi như là ra ngô ra khoai ngay, cho nên chúng ta không phải việc gì phải lo lắng hết. Còn những cái thông tin đó, 12 giờ điểm chỉ rồi ra này ra kia mà mọi người cho rằng là hù dọa, người ta không hù đâu, người ta thực sự đấy. Nếu như mà thực sự nghiêm minh, nếu thực sự biết nắm chắc được bằng chứng chứng cứ thì người ta sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật và nhờ pháp luật vào cuộc để xử lý cái vụ việc này. Nhưng mà cái câu chuyện này là nó lùm xùm ở trên mạng xã hội mọi người, nó rất là khó. Khó ở cái chỗ thứ nhất là câu chuyện được đưa lên thì công chúng thiên hạ, cộng đồng mạng xã hội, người ta có quyền phân tích, người ta có quyền bình luận đó, không vi phạm pháp luật là ok, đúng không mọi người? Dù sao thì người ta cũng phải có cái tiếng nói. Khi người ta đưa lên thì bắt buộc những người xem sẽ biết được cái câu chuyện, cái cốt lõi nội dung câu chuyện, tức là người khán giả, người ta xem được, người ta biết được. Người ta không ủng hộ thì người ta phải có cái sự phản kháng, chứ không có để những cái đoạn clip đó trên mạng xã hội thì mai mốt làm xấu đi cái cộng đồng mạng, đúng không mọi người? Và nó sẽ gieo rắc vào cho tất cả những cái người mà đang liên quan đến cộng đồng mạng xã hội, thì sau này họ sẽ suy nghĩ một cách xấu xa hơn và làm xã hội của chúng ta thêm rất là nhiều cái tệ nạn, một cái hệ lụy của cái nó rất là lớn, đúng không mọi người? Cho nên là những cái gì không đáng được đưa lên mạng xã hội thì sẽ bị xã hội dư luận tẩy chay. Cái thứ nhất, nếu tẩy chay không được thì sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm minh, cái đó là cái câu chuyện công bằng hoàn toàn đó. Nhưng mà với cái tình thế như cái câu chuyện của anh Vân Qua Long qua đời này thì mọi người cũng nên nhớ rằng là nó rất là nhiều cái chuyện lùm xùm. Và lý do vì sao mà cộng đồng mạng xã hội biết thì cũng là do một phần từ những cái người xuống đi quay trực tiếp, rồi cũng một phần là do bên phía gia đình của anh Vân Qua Long tự động tiết lộ lên trên mạng xã hội, thì cộng đồng mạng xã hội người ta mới biết được cái câu chuyện và người ta mới lên người ta phân tích. Chứ không ai tự nhiên mà trong chăn có rận làm gì mà biết được mọi người. Chăn nhà người ta mà, ngủ chung mới biết đêm dài, đúng không? Thức đêm mới biết đêm dài, ngủ chung mới biết ai dài hơn ai. Cái đó là cái câu châm ngôn, nhưng mà thực sự là mới đúng đó. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu như ông bà giáo đang ở khu vực đất miền Nam mà đến mãi ngoài miền Bắc người ta biết thì có phải là do như thế nào thì người ta mới biết không ạ? Và có rất là nhiều, đồng ý là có rất là nhiều những câu chuyện được theo gì nói không đúng sự thật, có. Nhưng những cái câu chuyện không đúng sự thật đó thì chắc cú những người trong cuộc người ta sẽ xử lý được và pháp luật xử lý được. Nhưng những cái câu chuyện mà thực tế do chính người nhà người ta đưa lên thì như vậy thì dựa vào đâu để xử lý được ạ? Không thể dựa vào đâu và xử lý được, tại vì họ đưa lên mà, cái đó là cái bằng chứng do chính người nhà người ta đưa lên. Thì những cái người mà quan tâm đến cái sự việc ấy, có muốn góp tiếng nói chung với lại cộng đồng mạng xã hội thì người ta có quyền người ta phân tích để cùng nhau biết rõ về cái câu chuyện, để hiểu rõ hơn cái đó là cái sự việc đúng hay sai đó. Cho nên là cái câu chuyện này mà nếu mà kiện ra pháp luật thì nó rất là phức tạp, thì không biết được bên kia cao cư mạnh tay đến cỡ nào. Nhưng mà trong cái khu thời gian vừa rồi đây, ngày hôm qua đến giờ, là các kênh YouTube cũng như Facebook người ta đang còn tăng cái số lượng video lên càng ngày càng nhiều, và với những cái thái độ cực kỳ khiêu khích, cực kỳ gọi như là ngạo mạn, để thách thức nhau xem là có kiện hay không. Và kiện thì họ cũng sẽ đi hầu, và nếu mà họ hầu rồi á thì cái câu chuyện thắng thua ở trong đây thì không biết ai thắng ai thua. Nhưng mà cái thứ nhất mà bất lợi là bất lợi ở phía gia đình nhà anh Vân Qua Long, tức là cái câu chuyện nó đã gần dần lắng xuống rồi, nhưng mà đến khi mà họ mà cố tình họ đưa 5, 6, 7, 8 YouTuber lên á, rồi kiện cáo nhau trên mạng xã hội á, thì câu chuyện này lại càng ngày càng nóng lên.
Và có rất là nhiều người người ta sẽ xoay tít vào câu chuyện này. Đừng có nghĩ rằng đưa lên để xử lý một hai người là người ta sợ và người ta không làm cái câu chuyện này nữa. Người ta có đủ cách thức để người ta nói và người ta sẽ không bao giờ vi phạm pháp luật. Đúng thật, nói tất cả mọi người như vậy. Tại vì người ta cũng đã bị vấp, người ta cũng đã va chạm xã hội rất là nhiều khi người ta mới lên trên mạng xã hội người ta làm đó. Còn những người mà thực sự sai trái thì sẽ bị xử lý, cái đó là ta không nói. Còn những cái người mà người ta không sai trái, người ta đưa tin tức thôi mà, người ta có thể bình luận về cái tin tức đó thôi mà, cái quyền của người ta bình luận, thì như vậy người ta không bao giờ người ta sợ, đúng không ạ? Đừng có nghĩ rằng là pháp luật xử lý một người là người kia như vậy là sợ. Người nào làm sai mới sợ, người nào không làm sai không bao giờ sợ. Đó, nói tất cả mọi người nghe như vậy. Thì cũng rất mong cái câu chuyện này nó cũng sẽ dừng lại trong một thời gian ngắn để cho cái sự việc nó được yên ổn. Còn nếu như mà thực sự hai bên đều căng cơ, một bên kiện, một bên hầu thì lại một bên kiện, thì như vậy nó cứ đi qua đi lại như vậy thì chưa biết được khi nào cái sự việc này nó dừng lại. Đó, muốn dừng lại là Lực Tàng chỉ có nghĩ một câu rằng là bên phía gia đình cũng như là bên phía bên chị Linh Lan cũng sẽ không có đưa tin tức gì nữa, không có liên quan gì nữa, báo chí không đăng nữa, mạng xã hội không có tin tức, thì lấy đâu ra tin tức người ta làm? Không lẽ người ta ngồi người ta vẽ chuyện để người ta làm? Nếu mà vẽ chuyện mà người ta làm thì chắc cú người ta đã vi phạm pháp luật, đúng không mọi người? Thì như vậy đó là cái mong mỏi lớn nhất của Lực Tàng và cái cách thức để chúng ta dừng cái cuộc chơi, dừng cái cuộc nói chuyện, dừng cái cuộc phân tích về cái câu chuyện soi mói đời tư của người khác là như vậy. Và đến cái vấn đề thứ hai mà Lực Tàng muốn nói ở đây, nói cho tất cả các anh em YouTuber cũng như cái Facebooker biết này, đừng có nghĩ rằng á, mình đánh quay trực tiếp là mình là giỏi giang, là mình là có công có sức và mình là công bằng nghiêm minh đó, gọi như là không ai được gọi như là bằng mình, nhớ không? Còn chê trách những cái người đang ngồi ở nhà để phân tích cái sự việc, mấy anh đưa lên thì không phân tích thì để cho mấy anh làm trời làm đất, mấy anh lộng hành à? Hả? Mấy anh thích quay cái gì tốt thì mấy anh đưa lên, xấu mấy anh che đi thì làm gì mà không ấy. Chúng tôi có quyền mà, chúng tôi không có điều kiện như mấy anh mấy chị. Chúng tôi dừng, chúng tôi ở nhà, chúng tôi coi phim của mấy anh mấy chị cũng đã giúp cho mấy anh mấy chị có một lượt view, một lượt quảng cáo, đúng không? Chúng tôi coi, chúng tôi cảm thấy ngứa mắt, chúng tôi cảm thấy không đồng tình với cái ý kiến đó, không đồng tình với cái thước phim đó, chúng tôi có quyền bình luận, chúng tôi có quyền phân tích. Ở đâu trong cái cộng đồng mạng xã hội này lại có cái chuyện mà bịt mồm bịt miệng với một người khác lại như vậy? Mấy anh thích làm gì mấy anh làm, đúng không? Mấy anh nói rằng là nhờ pháp luật xử lý, nhưng mà cái câu chuyện là do chính mấy anh đưa lên đó. Mấy anh nói là mấy anh mọi người hãy dừng đi, dừng đi, nhưng mà mấy anh cứ đưa lên. Nếu như mấy anh không đưa lên, chúng tôi làm gì có tin tức mà chúng tôi làm mà cứ nói dừng đi. Mấy người dừng trước đi, mấy người đừng nói nữa. Chúng tôi là người làm truyền thông, chúng tôi là người đưa tin tức, mà bây giờ có tin tức mà mấy người không cho chúng tôi đưa thì mấy người có khác gì mấy người chặn cái đường mưu sinh của chúng tôi không? Ai làm cũng kiếm tiền hết thôi, ai làm cũng chèn quảng cáo hết đó thôi. Nhưng mà chúng ta làm là làm như thế nào? Làm theo đúng cái công tâm, đúng cái sự công bằng trong cái cộng đồng mạng xã hội. Người ta có quyền, mấy anh đưa lên người ta có quyền người ta bình luận, mấy anh kiếm tiền chúng tôi cũng kiếm tiền vậy, đúng không? Còn cái câu chuyện đúng hay sai thì tự cộng đồng mạng xã hội người ta đánh giá. Chúng ta chỉ được quyền phân tích và chúng ta không nên nhận định bất cứ một cái câu chuyện gì đó. Xã hội người ta đánh giá, làm truyền thông, làm mạng YouTube hay cung cấp tất cả những cái gì lên trên mạng xã hội thì nếu như không có khán giả xem thì chúng ta đưa lên để làm gì? Và chúng ta đưa lên khán giả xem thì khán giả đưa ra cái sự công bằng ở trong cái cộng đồng mạng xã hội này đó. Còn ai đúng ai sai cái đó là tự mỗi con người người ta đưa lên người ta biết đó. Còn mấy anh cứ nói là dừng lại thì mấy anh hãy dừng trước đi. Còn mấy anh đừng có nói rằng là chúng tôi ngồi ở nhà là gọi như là ít ngồi đây giếng không biết sự việc gì, cứ ngồi nói như đúng rồi hay này kia. Chúng tôi không nói như đúng rồi đâu, mà chúng tôi chỉ phân tích theo cái câu đúng rồi của những cái thước phim đúng rồi của mấy anh mấy chị đưa lên. Mấy anh mấy chị không đưa lên, chúng tôi đảm bảo không bao giờ chúng tôi nói nữa. Tôi đảm bảo một câu 100% rằng như vậy, tại vì không có tin tức gì để nói. Chúng tôi không phải là những người tự bịa ra những cái câu chuyện để nói. Chúng tôi thừa hiểu pháp luật Việt Nam xử lý cái câu chuyện này nó như thế nào. Đó. Thì hôm nay Lực Tàng làm cái clip này cũng rất mong tất cả mọi người hãy từ bi hỷ xả, bỏ qua những cái vấn đề này kia và chúng ta nhẹ nhàng trong cái vấn đề này để chúng ta giải quyết cái sự việc. Còn nếu như mà muốn căng cửa thì chưa biết được bên nào sợ bên nào cả đâu. Đó. Rồi, cái bên phía mấy anh YouTuber mà đang nói là những cái người mà đang bên vực Linh Lan hãy dừng lại, thì tôi cũng rất mong mấy anh ở bên đó hãy dừng lại để không phải bênh vực ai. Bênh vực cũng chả bênh vực được đâu. Bênh vực làm sao được? Đây chỉ là một cái tiếng nói để lấy sự công minh công bằng cho tất cả cộng đồng mạng xã hội biết. Còn công bằng hay không là pháp luật, tòa án người ta sẽ xử lý cái chuyện công bằng đó. Chúng tôi thừa hiểu chuyện đó. Rồi, rất cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ.